Thủ đô Beijing của Trung Quốc đang sử dụng hệ thống phân tích đám đông để tránh xảy ra các vụ dẫm đạp tại các khu thương mại lớn hay là những chỗ đông người. Trung Quốc hy vọng hệ thống này sẽ được áp dụng trên toàn quốc. Hệ thống trên do Viện Nghiên cứu Bảo vệ Lao động Beijing nghiên cứu và phát triển trong 5 năm qua. Hệ thống này cung cấp dữ liệu thực về mật độ, sự phân bổ và dòng di chuyển của đám đông, cũng như là có thể nhận ra các dạng mô hình đám đông có nguy cơ tiềm ẩn để đưa ra các biện pháp dự phòng. Hệ thống hoạt động 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Nếu phát hiện nguy cơ, nó có thể phát ra cảnh báo 10 phút trước để giúp các nhà chức trách đưa ra quyết định đối phó khẩn cấp. Đến nay thì hệ thống này đã được lắp đặt tại 4 khu du lịch nổi tiếng ở Beijing. Tại Trung Quốc, mới đây vụ dẫm đạp xảy ra ngay trước thềm năm mới 2015 tại Shanghai đã làm 36 người thiệt mạng. Trước đó thì một vụ dẫm đạp đã xảy ra tại một cây cầu ở ngoại ô của Beijing trong dịp Tết Nguyên Tiêu năm 2004, cướp đi sinh mạng của 37 người.